Từ đầu đến giờ chúng ta có rất nhiều sự đồng tình, thậm chí là cô dâu chú rể chúng tôi chưa phải đến ba. Đấy là ẩn ý của chú rể, đó là sáng ra ngủ hơi lạnh lạnh là bởi vì buổi sáng là cô dâu là quên ôm chú rể của mình rồi, đúng không? Đúng không? Đấy, lãng mạn nó thể hiện ở đấy đấy anh à, chứ không phải lãng mạn là phải hành động, lại phải món quà lớn đâu. Rồi tiếp theo cũng là câu chuyện đi ngủ ạ. À, ai ngáy to hơn? Ai ngáy to hơn? 3, 2, 1. Không dám à? Hay là sao? Không ai ngáy. Không ai ngáy. Em đôi này hoàn hảo quá anh Thành ơi. Đôi này hoàn hảo quá, em ghét quá rồi. Thế sao lại có thể một cặp đôi mà hoàn hảo được như thế này nhỉ? Không ngáy nhưng mà chuyện tình gác được không? Gác à, gác chân. Gác à? Thế ai hay gác ai? Gác. Huyền gác rồi. Này thế là vẫn là một người đàn ông lãng mạn rồi. Huyền may mắn quá. Huyền này hơi khó thở. Nhưng em vẫn ngủ ngon đến mức không biết ai giật chân rồi. Hay quá là không biết gì. Chỉ hơi khó thở của chúng tôi sáng nhẹ thấy hơi đau lồng ngực một xíu. Ok, đến câu hỏi tiếp theo này. Ai cũng biết là Hải chạy tốt, khổ tốt. Nhưng mà trong hai người ai là người hát hay hơn? Hát hay hơn. 3, 2, 1. Thế mà hôm nay chưa thấy chú rể hát bài hát nào? Rể hát một câu nào đấy tặng cho con. À, Huyền có bảo với Trang là bởi vì chú rể hôm nay chưa có rượu nên chưa hát được. Thế thì mời mọi người ở lại. Đó, mời chú rể uống đến khi nào hát hay thì thôi, ok không ạ? Rồi, tiếp theo là đến đời sống cá nhân một chút này. Ai bừa bộn hơn? Cẩn thận cái tay nhá. 3, 2, 1. Hải bảo là sao thì cái này cũng phải thật đấy mà. Chứ tính ra là đôi vợ chồng nhà này rất là tâm đầu ý hợp đấy, rất hiểu ý nhau đấy nhở. Vậy ai hay quên đồ hơn? Ai hay quên? 3, 2, 1. À, vừa bộn nhất cho nên là hay quên là đúng rồi. Thế đã bao giờ là bị người chồng tương lai của mình trách là mình vừa bộn hay là mình hay quên quá chưa? Chưa bao giờ. Vì em mà có đi đâu mà đi công tác ở nước ngoài thì Hải cũng là người sắp xếp đồ cho. Một tràng vỗ tay. Thật sự luôn. Ôi, một tràng vỗ tay ạ. Một tràng vỗ tay này là dành cho chú rể rất là lãng mạn, rất là quan tâm người phụ nữ của mình. Và một tràng vỗ tay nữa là dành cho Thanh Huyền, cô gái rất giỏi này. Kiên nhẫn chờ đợi chàng trai của mình đến với tận bây giờ, đúng không? Rồi. Tiếp theo, câu hỏi này hơi nhạy cảm nhá. Nhưng mà thôi mình cứ trả lời cho vui đi. Ai là người tiết kiệm tiền tốt hơn? Không phải kiếm tiền nhá. Tiết kiệm tiền tốt hơn. 3, 2, 1. Ô, em không đồng ý cặp đôi này nhá. Tại sao nãy giờ đồng tình mà bây giờ nick nhau ạ? À, đây là hai người này là nick nhau rồi, đúng không ạ? Sao mà bạn nghĩ rằng là anh Hải là tiết kiệm tiền tốt hơn? Bởi vì trong mọi quyết định của anh ấy thường là anh ấy sẽ rất là cẩn thận. Thực ra là chi tiêu hợp lý. Chi tiêu thì là anh ấy sẽ cẩn thận. Tóm lại là đôi này đấy rồi, là câu trả lời này là cũng tâm đầu ý hợp đấy. Cả hai người cùng rất là tiết kiệm, cùng rất là biết vun vén cho hạnh phúc của gia đình, đúng không? Anh không thấy cả hai có khả năng cãi vã dù là nhỏ nhất với tất cả những câu hỏi bây giờ. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì cái việc cãi vã nó không thể tránh khỏi được. Thế thì trong hai người, ai là người dễ cáu hơn? Ai dễ cáu? 3, 2, 1. Không sao đúng không? Đã là người vợ của mình thì mãi mãi là em bé đúng không Hải? Có một sự thật Huyền à? Là từ đến giờ Hải chưa bao giờ quay đầu. Hải chưa bao giờ quay đầu lại chị Huyền. Hải rất tự tin vào câu trả lời của mình, chứng tỏ là Hải rất là tự tin rằng là mình là người rất hiểu người vợ của mình đấy, đúng không? Mình thấy mình may mắn không? Rất may mắn ạ. Từ đầu buổi giờ đến nay, Hải thật nhiên đã có được rất nhiều để kết thúc cuộc chơi này. Thì anh muốn Hải hôm nay có một lời đến với cô dâu của mình. Thật sự thì bây giờ mới được tập mic để cảm ơn với tất cả mọi người. Thật sự thì không biết nói gì hơn, từ hàng xóm láng giềng và tất cả mọi người, những người đồng anh và những bạn bè, những người anh em, những người đồng nghiệp, những người thầy đã có mặt ở buổi
ngày lễ trọng đại của Hải như là của hôm nay. Thực sự thì ngày hôm nay là ngày rất là hạnh phúc đối với cả hai vợ chồng, thì chỉ biết gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã có mặt ở đây, dành thời gian quý báu của mình để có mặt ở đây và dành những cái lời chúc phúc cho hai vợ chồng. Mong rằng mọi người sẽ có một đêm thật sự là ý nghĩa với hai vợ chồng cũng như là gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người. Và lời cuối cùng thì chắc chắn là phải gửi lời yêu thương nhất tới người vợ của mình. Dự thì 3 năm yêu nhau và đã phải trải qua rất là nhiều thứ. Và sau cùng thì trải qua rất nhiều thứ khó khăn, thì bây giờ mình phải tự tin và cầm tay nhau và hướng tới những cái điều tốt đẹp trong tương lai. Thì hai vợ chồng, cái điều đầu tiên mình hướng đến nó là cái sự biết ơn với hai bên gia đình, biết ơn với bố mẹ, có hiếu với bố mẹ và cảm ơn, biết ơn với tất cả những người yêu thương mình, những người họ hàng, những người đã đến đây và chung vui với hai vợ chồng. Lần cuối cùng thì muốn nói một lời từ sâu trái tim mình, đó là anh yêu em. Thưa quý vị, chắc là chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh Trung Thanh Huyền ở trên mạng xã hội, trên những phiên live stream thì rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà hôm nay ở bên người chồng của mình thì rất là e lệ đấy, xứng tỏ là bạn đã tìm đúng người đàn ông của đời mình rồi. Một lần nữa, xin phép mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cũng như là chúc phúc cho sự hạnh phúc của chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền trong buổi tối ngày hôm nay. Và để minh chứng cho tình yêu và những gì em vừa trả lời, mời em kết khi là dành cho cô dâu. Vâng, thưa quý vị, và nếu như mà những ai đã đồng hành cùng với chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền từ sáng sớm tinh mơ buổi sáng ngày hôm nay, thì mọi người sẽ thấy là hôm nay là Huyền đã thay 3 bộ áo cưới nhà Huyền nhỉ? 3 bộ áo cưới đúng không? 4 bộ áo cưới rồi. Đó, 4 bộ áo cưới. Và mọi người sẽ thấy là dù là trong bộ áo cưới nào, trong phong cách nào, xuất hiện cùng với ai thì Huyền lúc nào cũng rạng rỡ, bởi vì là cô ấy luôn luôn tự tin rằng là có một chàng trai luôn luôn đứng đằng sau để giúp đỡ mình rồi. Rồi, yêu thương nhau quá. Rồi, trong lúc chờ chú rể là đi lại đôi giày thì để xin phép với quý vị là cho Quỳnh Trang chia sẻ một thông tin nho nhỏ, đó là trong lúc mà chúng ta bước vào buổi lễ cưới, lễ thành hôn trong buổi tối ngày hôm nay, thì trực tiếp là tôi đã chứng kiến hình ảnh cô gái Thanh Huyền, một cô gái rất là nhỏ bé nhưng mà cực kỳ quan tâm đến người chồng của mình ạ. Lúc nào cũng phải nhắc anh ấy là phải ăn ngon, phải uống đủ, làm sao để mà có đủ sức khỏe để tiếp tất cả những người bạn trong buổi tối ngày hôm nay, cực kỳ chu đáo ạ. Buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những sự kiện đặc biệt khác của cô dâu Thanh Huyền và chú rể Quang Hải. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
quay đỉnh ngang này. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đã nán lại ở sân khấu đến tận giờ phút này rồi thì hãy ở lại với chúng tôi thêm một ít phút nữa để cùng chung vui với chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền trong những bữa tiệc âm nhạc vô cùng sôi động đến từ DJ Trẻ.